Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Tư ngày 3 tháng 2 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin đảo chính tại Myanmar trà bắt mẹ. Thủ tướng Anh Boris Johnson vừa lên án cuộc đảo chính tại Myanmar xảy ra lúc rạng sáng ngày đầu tháng 2 giờ địa phương. Viết trên trang tweet vào sáng ngày 1 tháng 2 giờ London, ông Johnson nói: "Tôi lên án vụ đảo chính và cầm giữ phi pháp những nhà cá nhân dân sự gồm cả bà Aung San Suu Kyi. Lá phiếu của cử tri Myanmar phải được tôn trọng và các nhà lãnh đạo dân sự phải được trả tự do." Nhiều tiếng nói khác quốc tế khác từ Hoa Kỳ, châu Âu cũng đã lên tiếng yêu cầu các thủ tướng lĩnh của Myanmar tôn trọng thủ tục dân chủ và chính phủ dân sự. Đây là hình ảnh bà San Suu Kyi, Chủ tịch Đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ Myanmar và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Nhưng có lẽ tiếng nói của Trung Quốc sẽ có trọng lượng hơn cả với các tướng lĩnh Myanmar và cả bà Aung San Suu Kyi, người được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đón tiếp nồng hậu không chỉ một lần. Ngay trong ngày 1 tháng 2 năm 2021, Bắc Kinh đã kêu gọi các bên tại Myanmar giải quyết bất đồng. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân đã nói tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh như sau: "Trung Quốc là láng giềng thân thiện của Myanmar và hy vọng các bên khác nhau sẽ giải quyết phù hợp những khác biệt trong khuôn khổ hiến pháp và luật pháp, đảm bảo bảo vệ ổn định chính trị và xã hội." Giới quan sát để ý rằng, khác với lời kêu gọi của các chính phủ phương Tây đòi quân đội thả ngay bà San Suu Kyi và các lãnh đạo dân sự, phát biểu của Trung Quốc nhấn mạnh đến ổn định. Quốc gia khổng lồ phía Bắc có đường trung đường biên giới dài với Myanmar, đóng vai trò trọng yếu trong việc viện trợ, hỗ trợ tài chính cho Myanmar, các nước thành viên của ASEAN. Theo các báo phương Tây, ông Tập Cận Bình đã phê duyệt dự án đường xe lửa cao tốc trị giá tới 8,9 tỷ đô la nối Vân Nam của Trung Quốc với vùng duyên hải của Myanmar ở Ấn Độ Dương. Myanmar có vị trí rất quan trọng để hoàn tất vòng cung giao thông đầu tư của Trung Quốc ở Đông Nam Á trong phạm vi vành đai và con đường. Dự án trị giá 1.000 tỷ đô la của Trung Quốc. Sau bầu cử vào tháng 11 năm 2020 mà đảng NLD nói là họ thắng lớn, Ngoại trưởng Vương Nghị của Trung Quốc đã thăm thủ đô Myanmar và hội đàm với tướng Minh Âu Hằng. Truyền thông Trung Quốc đưa tin về cuộc gặp ngày 12 tháng 1 năm 2021 tại Nam Phi và lời của ông Vương nói với Tổng tư lệnh Myanmar rằng Trung Quốc đánh giá cao việc quân đội Myanmar gìn giữ sứ mệnh làm hồi sinh quốc gia và có tầm nhìn về tương lai lâu dài, sự phát triển của đất nước. ASEAN và xu thế dân chủ ngừng động hoặc thụt lùi cũng qua cuộc đảo chính này được thể hiện. Đây là hình ảnh quân đội Myanmar trên đường phố tại thủ đô của nước này. Điều đáng chú ý là Việt Nam vừa hoàn tất năm chủ tịch luân phiên của ASEAN năm 2020 mà truyền thông nước này nói là nhiệm kỳ rất thành công. Giữa năm 2020, theo lời Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh thì là chủ tịch ASEAN năm 2020, Việt Nam đã cùng các nước thành viên xác định chủ đề chung cho năm 2020 là gắn kết và chủ động thích ứng, nhằm đẩy mạnh tiến trình xây dựng cộng đồng và phát huy vai trò của ASEAN trong một thế giới đầy biến động. Nhưng trong suốt những năm 2020, có vẻ như truyền thông hay giới quan sát chính thống tại Việt Nam không đề cập nhiều đến xu thế dân chủ tụt lùi ở ASEAN. Ngay hôm nay cũng chưa có phản ứng gì từ Việt Nam về biến động mới nhất ở Myanmar, nơi một số công ty của Việt Nam đã đầu tư làm ăn những năm vừa qua. Trang Vietnamnet vừa đưa tin trích lại các hãng thông tấn phương Tây rằng Mỹ, Úc và nhiều quốc gia khác đã ra tuyên bố bày tỏ lo ngại về tình hình ở Myanmar và kêu gọi quân đội nước này tôn trọng các quy định luật pháp, nhưng không nói lãnh đạo Việt Nam có ý kiến gì hay là không. Phản ứng mới nhất từ một quốc gia ASEAN về chính biến tại Myanmar là Singapore. Ở cấp phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao, Singapore bày tỏ quan ngại sâu sắc, kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, duy trì đối thoại và cùng làm việc để tiến tới giải pháp tích cực hòa bình. Cùng lúc, tờ báo Straits Times cho hay cư dân của Myanmar tại Singapore bị choáng và rất buồn trước tin đảo chính. ASEAN một lần nữa có vẻ như không làm được gì nhiều, nhưng nhìn vào một xu hướng tại Myanmar và ASEAN thì có vẻ như cuộc thí nghiệm dân chủ đa đảng và đa nguyên chính trị đang thoái lui. Tại nước láng giềng Thái Lan, sau khi nắm quyền trở lại và tổ chức bầu cử, tướng Prayut đã bỏ quân phục khoác lên áo dân sự để làm thủ tướng. Đây là hình ảnh biểu tình tại Bangkok vào ngày 19 tháng 9 năm 2020 đòi thủ tướng từ chức và sửa đổi hiến pháp. Tuy các đảng chính trị và dân sự vẫn tồn tại,
nhưng trong một khi họ trở thành đối thủ trong nghị viện thì sẽ bị chính quyền hoặc dùng các điều luật hà khắc để ngăn hoạt động hoặc dùng tòa án để kiện. Ken Wright đã viết trên trang Asia Today vào hồi tháng 3 năm 2020 về nền dân chủ bị bóp nghẹt ở Thái Lan qua ví dụ đảng Fortuna liên tiếp gặp chiến dịch bắt chẹt của chính phủ. Tại Campuchia, nước có vị trí thủ tướng cầm quyền nhiều năm, trong cuộc bầu cử vào năm 2018 bị Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đánh giá là không tự do, chẳng công bằng và không phản ánh đầy đủ nguyện vọng của người dân. Nếu người châu Á theo quan điểm dân tộc chủ nghĩa dễ bác bỏ cách nhìn của những học giả phương Tây thì họ nên ghi nhận đánh giá của các học giả từ trung tâm Harbin, một viện nghiên cứu của Indonesia về tình trạng dân chủ tụt lùi hoặc ngừng trệ tại ASEAN đang diễn ra. Trong một phúc trình dài đăng vào tháng 7 năm 2020, đánh giá bầu cử và không gian dân chủ ở Indonesia, Thái Lan và Myanmar sau năm 2018, trung tâm này cho rằng chuyển đổi dân chủ tại Indonesia đã bị khô héo đi. Tình hình tại Thái Lan sau bầu cử vào năm 2018 là tù đọng và chính phủ cần bỏ các luật về giới nghiêm, các sắc lệnh hạn chế tự do theo khuyến nghị từ trung tâm Harbin mang tên nhà lãnh đạo Hồi giáo của Indonesia này. Malaysia tuy đảm bảo được cách thủ tục dân chủ bầu cử nhưng cần cho mạng lưới xã hội dân sự hoạt động mạnh mẽ hơn sau các vụ tham nhũng lớn làm bộc lộ quan hệ quyền và tiền ngoài vòng giám sát của công chúng. Và lý do vì sao mà lần này cha lại bắt mẹ? Một nhà hoạt động tại Myanmar, bà Anh Minh đã nói với đài BBC rằng nếu như cộng đồng quốc tế gọi bà Suu Kyi là người mẹ thì quân đội xưng là người cha của dân tộc. Nay thì người cha làm đầu chính và bắt bà Suu Kyi. Họ đã bị nhiều người dân lên án kịch liệt. Trong ngày thứ hai, Chủ tịch Đảng Liên đoàn Dân chủ NLD của bà Suu Kyi, ông Win Thai xác nhận một thư tay ghi tên của bà nhưng không có chữ ký gửi ra từ nơi giam giữ lên án cuộc đảo chính này. Theo nội dung đó thì lời của bà Suu Kyi nói như sau: Myanmar bị đem trở lại thời độc tài quân sự. Một câu hỏi được đặt ra là vì sao những tướng lĩnh Myanmar lại chọn thời điểm này để đảo chính và họ muốn gì cho tương lai? Đây là hình ảnh chỉ huy quân sự Minh Aung Hlaing đã lên nắm quyền tại Myanmar. Trả lời đài BBC, ông Chris Hart, nhà nghiên cứu tại Đại học Quốc gia Singapore nói rằng tình trạng chia sẻ quyền lực với phái dân sự như vừa qua thực ra là có lợi cho phe quân đội. Việc chiếm quyền bây giờ là bước đi có nhiều rủi ro cho họ. Chiếm quyền một năm như họ tuyên bố sẽ tiếp tục làm đối tác không phải Trung Quốc xa lánh mà gây hại cho các mối quan hệ làm ăn thương mại của quân đội, khiêu khích phản ứng gia tăng trong hàng triệu người dân, những người đưa bà Suu Kyi và đảng NLD vào vị trí quyền lực thêm một nhiệm kỳ nữa. Theo ông McCarthy, có thể đảng USDP của phe quân đội hy vọng số phiếu cho họ trong các cuộc bầu cử tương lai sẽ tốt hơn, nhưng đó là một bước đi chứa đựng rất nhiều rủi ro. Về mặt kỹ thuật, vụ đảo chính rạng sáng vào đầu ngày 2 tháng 2 năm 2021 ở Myanmar là để ngăn biểu tình mà NLD kêu gọi vì phe quân đội muốn dừng tiến trình hoạt động hội họp của nghị viện sau bầu cử. Bất kể tình hình tại Myanmar những ngày tới diễn ra ra sao, sự im lặng của ASEAN sẽ dễ làm nổi lên những sự chỉ trích về tính thiếu hiệu năng của tổ chức này, nhất là trong giới trẻ muốn có sự thay đổi phù hợp với tư duy của thế hệ họ. Quân đội Myanmar đã lên nắm quyền kiểm soát đất nước sau khi bà Suu Kyi và các nhà lãnh đạo chính trị khác bị bắt giữ vào sáng 1 tháng 2. Vài giờ sau vụ bắt giữ, đài truyền hình quân sự xác nhận tình trạng khẩn cấp đã được ban bố trong vòng một năm. Vụ bắt giữ xảy ra giữa lúc căng thẳng dâng cao giữa chính quyền dân sự và quân đội làm dấy lên lo ngại xảy ra đảo chính. Myanmar còn được gọi là Miến Điện do giới quân sự cầm quyền cho đến năm 2011. Bà Suu Kyi đã bị quản chế tại gia trong nhiều năm thời gian đó. Vào hôm thứ Hai, quân đội nói họ đang giao quyền lực cho Tổng Tư lệnh Minh Aung Hlaing, đường phố thủ đô ở đây và thành phố chính Yangon hiện đang có nhiều binh lính canh giữ. Đây là hình ảnh người Myanmar biểu tình trước tòa đại sứ nước này ở thủ đô Bangkok, Thái Lan vào hôm 1 tháng 2 năm 2021, phản đối cuộc đảo chính trong kỳ bầu cử tháng 11. Đảng NLD giành đủ số ghế để thành lập chính phủ, nhưng quân đội nói có sự gian lận trong bầu cử. Hạ viện mới được bầu ra đã nhóm họp lần đầu tiên vào hôm thứ Hai, nhưng quân đội đã yêu cầu hoãn họp. Phóng viên Đông Nam Á của đài BBC Jonas Tett đã nói có vẻ đang có một cuộc đảo chính lớn, mặc dù quân đội chỉ mới tuần trước hứa sẽ tuân thủ hiến pháp và họ sẽ soạn thảo hơn một thập niên trước đó.
Theo hiến pháp, quân đội có toàn quyền ban bố tình trạng khẩn cấp, nhưng việc bắt giữ các nhà lãnh đạo chính trị như bà Aung San Suu Kyi là một động thái khiêu khích và đầy rủi ro, một hành động có thể bị phản đối mạnh mẽ. Phóng viên của đài BBC đã nói như vậy. Và đã có những phản ứng gì xảy ra? Hoa Kỳ đã lên án cuộc đảo chính, nói rằng Washington phản đối bất kỳ nỗ lực nào nhằm thay đổi kết quả của các cuộc bầu cử gần đây hoặc cản trở quá trình chuyển đổi dân chủ của Myanmar. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken kêu gọi trả lại tự do cho tất cả các quan chức chính phủ và lãnh đạo xã hội dân sự, đồng thời nói Mỹ sát cánh cùng với người dân Miến Điện trong khát vọng dân chủ, tự do, hòa bình và phát triển. Quân đội phải đảo ngược những hành động này ngay lập tức. Tại Úc, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Maris Payen đã nói, chúng tôi kêu gọi quân đội tôn trọng pháp quyền, giải quyết các tranh chấp qua các cơ chế hợp pháp và trả lại tự do ngay lập tức cho tất cả các nhà lãnh đạo, dân sự và những người đã bị bắt giam trái phép. Ông John Stephton thuộc Tổ chức Theo dõi Nhân quyền nói, vấn đề là chính quyền quân sự cai trị Myanmar trong nhiều thập niên chưa bao giờ thực sự rời bỏ quyền lực. Họ không bao giờ thực sự phục tùng chính quyền dân sự ngay từ đầu. Vì vậy, các sự kiện ngày nay, theo một nghĩa nào đó, chỉ đơn thuần là cho thấy rõ một thực tế chính trị vẫn tồn tại như vậy. Cánh cửa vừa mở ra một tương lai rất khác. Thanh Yu, nhà sử học ở Angyon, đã bình tả, mô diễn cảnh như sau. Tôi có cảm giác lạnh người là sẽ không ai thực sự có thể kiểm soát được những gì sẽ diễn ra tiếp theo. Và hãy nhớ là Myanmar là một đất nước tràn ngập vũ khí với sự chia rẽ sâu sắc giữa các dòng tộc và tôn giáo, nơi hàng triệu người hầu như không thể tự kiếm ăn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Tư ngày 3 tháng 2 năm 2021 với bản tin Đào chính tại Myanmar, trà bắt mẹ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo .d.